Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Cuối cùng thì trời cũng đã tối rồi, bây giờ sẽ là đến giờ ta đi săn mồi thôi. Wow, thì ra đây là ngôi làng của luận loài người. Kia có mấy con heo kìa. Ta sẽ lắm mấy con mồi này đầu tiên, sau đó ta sẽ đi tìm những đứa khác. Cái gì dễ thì làm trước. Lũ heo kia, ra đây. Một con nè. Con tiếp theo nào. Hai con. Ba con. Ta là mạnh nhất. Bốn con. Năm con. Sáu con. Kỳ này cho tụi bay không có đồ ăn mà ăn luôn, toàn đá hết trơn. Rồi, đi săn con mồi tiếp thôi. Ê, mơ tung cửa sổ đón ông mặt trời. Trời ơi mấy bạn ơi, hôm nay nè bạn, mình mới vừa qua Gaming House để mình ngủ ở bên Gaming House mọi người ơi. Phải công nhận là lâu lâu qua bên Gaming House ngủ ở bên đây một bữa thôi, ngủ ngon gì đâu luôn á trời. Bởi vì bạn biết sao không, từ trước giờ ở nhà mình là nhà bên dưới mặt đất không à, lâu lâu mình mới lên trên lầu cao nè. Nhà mình là ở tầng 3 nha bạn nha, phòng của mình ở trong Gaming House là tầng 3 lận, cho nên là ở trên đây buổi tối mình ngủ trên đây á, gió thổi mát gì đâu luôn á trời. Ai, trời ơi thoải mái quá. Thôi chắc là giờ mình phải về nhà mình thôi, chứ ở trên Gaming House lâu quá cũng không tốt. Thôi về nhà đây. Tạm biệt mấy bạn nha. Tôi về nhà đây. Cái gì lần sau tôi tới thăm mấy bạn nha. Ok rồi, đi về thôi. Đóng cửa lại nè. Đây. Quên bấm thang máy tầng 3 đúng không? Bấm thang máy tầng 3 nè. Đó, hiện đại chưa bạn? Bạn thấy hiện đại chưa? Gaming House có cả thang máy luôn nha. Ok rồi, bấm tầng 1 nè. Rồi đi xuống thôi. Chu. Ok. Hey. Bây giờ về nhà quay clip cho bạn fan xem thôi chứ còn làm gì nữa. Thôi đi về thôi nào. Hey, gần tới nhà rồi. À mà quên nữa bạn ơi, hôm nay mình mới vừa lên trên nhà của chị Ca Mui, mình hái một ít cà rốt đem về nhà cho mấy con heo ở nhà mình ăn bạn ơi. Thời luôn, tiện ghê luôn á bạn ơi. Tính ra là mình đang nuôi heo để Tết này á, mình làm thịt mấy con heo để đãi Hero Team. Đó, mà chị Ca Mui á thì lại gọi là trồng cà rốt. Thế là bây giờ mình chỉ cần qua nhà chị Ca Mui, mình hái cà rốt đem về cho heo ăn, khỏi tốn tiền mua cám. Quá tiện lợi luôn. Ok, thôi về nhà cho mấy con heo ăn thôi nào. Heo ơi heo. Ủa khoan, mấy con heo tôi đâu rồi? Ủa mấy con heo tôi đâu mà sao tự nhiên bây giờ toàn có mấy cục đá này đây mẹ. Mấy con heo, mấy cục đá này nhìn lạ lạ vậy? Sao nhìn nó giống mấy cái tượng hình con heo quá ta? Ôi trời ơi. Mấy con heo của tôi. Ủa trời mấy bạn ơi. Ủa sao kỳ vậy, tự nhiên mấy con heo của mình đang bình thường mà sao tự nhiên nó biến thành mấy cục đá luôn rồi. Ủa cái chuyện gì xảy ra vậy? Heo ơi heo, heo ơi. Ôi trời, rồi, trời ơi. Ủa gì vậy? Tại sao vậy? Trời đất ơi, mưa ơi, tại sao em ra nông nổi này? Sao em lỡ bỏ anh đi? Trời ơi, em buồn quá, anh nhảy nè. Cai ơi, Cai có chuyện gì mà bên đó khóc hoài vậy Cai? Ủa có chuyện gì vậy? Khóc dữ vậy? Trời đất ơi, Phong ơi, mình gặp chuyện lớn rồi Phong. Phong nhìn con mưa nè. Hả? Chuyện gì? Ui, ủa khoan. Ủa Cai, hôm nay ông làm ở đâu ra cái tượng hình con mưa đẹp quá vậy? Tượng dạ? Tượng cái gì ba, tào lao, trời đất ơi. Đây chính là bé mưa. Và bé mưa đang bị biến thành cục đá. Tôi cũng hiểu sao nữa, hôm qua không biết tôi có gọi là cho bé mưa ăn nhậm gì không, giờ biến cục đá luôn ba. Trời ơi, có khi nào hôm qua ông cho bé mưa ăn mà ông lấy lộn cái bịch đồ ăn của mưa, ông lấy lộn cái bịch xi măng luôn mà sao nó ăn xong nó biến thành xi măng luôn rồi. Ủa bởi vậy giờ tôi mới đang tìm cách giải quyết nè, nhưng mà không biết giải quyết sao hết trơn. Tôi nói ông nghe nè, kỳ này là ông chết chắc rồi. Bà Simi bả mà biết là ông là gọi là làm cho con mưa biến thành đá cỡ này ha, là bả cạo đầu ông luôn đó, xong bả biến ông thành đá luôn á, hiểu không? Trời là trời. Rồi xong rồi. Toàn rồi. Cái tới đây là kết thúc rồi. Giờ là sao ta? Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Trời đất ơi. Cái gì thế nè? Ủa trời ơi mấy bạn ơi, tự nhiên hồi sáng nay hết Kairon khóc rồi, bây giờ tới lượt ông Dịch khóc. Có chuyện gì mà ông Dịch ông khóc dữ rồi ta? Ủa vậy ta, cái gì vậy Dịch?
Trời ơi. Qua nhìn nè, qua nhìn đàn gà của anh nè. Anh mới nuôi mấy con á, anh định để từ giờ đến Tết anh ăn thịt với cả chia cho mọi người á. Mà không hiểu sao đêm qua nó ăn chúng cái gì đâu, biến thành đá hết trơn luôn. Ủa cái gì? Ủa sao tự nhiên mấy con gà lại biến thành mấy cục đá luôn ta? Ủa gì kỳ vậy? Hồi sáng nay thì mấy con heo, mấy con heo ở nhà mình á thì nó biến thành đá. Rồi sau đó qua bên nhà của Kai á thì bé Mưa bị biến thành đá, xong giờ mấy con gà anh Dịch nuôi cũng bị biến thành đá luôn. Ủa chẳng lẽ là trong làng này bất cứ con vật gì cũng bị biến thành đá hết ta? Ủa kỳ vậy? Ủa Dịch, hôm qua anh có lấy nhầm bịch xi măng cho nó ăn không mà sao tí nó biến thành cục đá rồi? What? Em bị khùng à? Anh lớn lên em mấy tuổi còn cho gà ăn xi măng, anh có bị khùng đâu mà anh lại cho gà ăn xi măng. Cái này chắc chắn là có âm mưu hoặc có kẻ nào ghét mình cố tình hãm hại mà làm mình ơi. Trời ơi, mấy con gà nó biến thành xi măng luôn rồi. Hey, trời ơi bạn ơi, chắc chắn cái chuyện này á là không hề bình thường đâu bạn ơi. Chắc chắn là đang có một cái điều gì đó rất là bí ẩn xảy ra trong ngôi làng này. Hey, mình nghĩ là cái chuyện này nó không gọi là bình thường rồi bạn ơi. Tại sao mấy con vật ở trong làng tự nhiên bọn nó là biến thành đá hết trơn? Hey, chắc chắn là có điều gì đó bí ẩn ở đây. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải lập ra một đội điều tra để điều tra thử coi tại sao mấy con vật trong làng lại biến thành đá. Hey, bây giờ chúng ta cùng nhau tập hợp hết tất cả anh em trong làng Hero Team về đây để chúng ta cùng nhau bàn việc nào anh em. Mỗi người đi một hướng, gọi anh em trong làng là về đây tập hợp nhanh lên. Tập trung, tập trung. Đi ơi. Hey, cái chuyện này chắc chắn là có liên quan tới Sammy rồi bạn ơi. Tại vì sao bạn biết không? Mình rất là nghi ngờ Sammy luôn bạn ơi. Bởi vì á, mấy con vật ở trong làng bị biến thành xi măng là biến thành màu xám đúng không? Mà bà Sammy là bả là màu xám. Đó, có khi nào Sammy cảm thấy là cái màu xám của mình đẹp quá cho nên là Sammy quyết định biến hết tất cả con vật ở trong làng thành màu xám không ta? Chắc chắn cái này có liên quan đến Sammy nè. Đó, để mình vô mình hỏi Sammy thử coi. Nhiều khi là Sammy gọi là mua sơn về Sammy sơn lại mấy con gà, mấy con vịt trong làng thì phải. Ok, để coi coi. Ủa Sam đâu ta? Sam ơi! Sam! Ủa bà Sam ở đâu rồi? À, tự nhiên không bỏ máy tính mở ở đây rồi bà đi đâu ta? Bà còn gì đây? Trời ơi, nay mua nguyên cái tượng bỏ trong nhà luôn ghê nha. Ủa mà khoan, sao tự nhiên trong nhà Sam lại có một cái tượng? Ủa, bình thường là giờ này là bà sẽ ngồi trong bàn PC bà làm việc mà ta. Ôi trời, có khi nào cái tượng này là Sammy không ta? Ôi trời, Sammy ơi, Sammy, trời ơi, rồi xong luôn bạn ơi, Sammy của tôi bị biến thành xi măng luôn rồi bạn ơi. Trời ơi là trời, bình thường là bả đã màu xám là giống cục xi măng rồi, bây giờ bả biến thành xi măng thiệt luôn các bạn ơi. Sam ơi, tại sao bà bị biến thành đá vậy Sam ơi? Trời ơi là trời. Chết rồi, bây giờ Sammy bị biến thành cục đá rồi, bây giờ phải làm sao đây bạn? Bây giờ phải làm sao đây? Đúng rồi, phải đi thông báo cho anh em biết thôi. Trời ơi, mọi người ơi, cứu Sammy của em với mọi người ơi, toang rồi. Chim ơi, chim có nhà không chim ơi? Chim ơi, chim có nhà không? Ủa sao bà Jimmy này bà đi đâu rồi ta? Bà đi đâu mà bà không có gọi là để cái cửa trống không gì nè, người ta ai muốn vô à? Ủa gì vậy? Tự nhiên trong nhà có bức tượng. Trời đất ơi, hôm nay bà đặt sưu tập figure mô hình luôn à. Nhưng mà tự nhiên sao cái tượng này nhìn nó kỳ kỳ, mà nhìn cái tướng nó quen quen ta. Để tôi đứng tôi nhìn cái coi. Cái tượng này có lẽ là... Ủa quen, cái tượng này sao nhìn giống Jimmy vậy? Ủa Jimmy, Jimmy đừng có nói là Sim cũng biến thành cái tượng giống như bé Bơ cho Sim. Sim! No! Sim ơi! Trời đất ơi! Sao Sim biến thành cái tượng rồi? Trời ơi! Sim ơi! Trời ơi! Sim ơi! Được rồi, phải đi thông báo với mọi người mới được. Mọi người ơi! Mọi người! No! Mọi người ơi! Mui ơi! Mui! 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 Mui ơi! Mui! Ủa Mui đâu rồi? Chết rồi! Mui đâu rồi? Mui! Mui đâu rồi? Mui! 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 Chết rồi, thì sao Mui còn mới thì cục đá này trời. Trời ơi, Mui ơi, ủa, chết rồi. Ủa, tại sao ca Mui lại bị biến thành cục đá? Vậy chứng tỏ là cái người mà làm ra cái vụ này ấy, nó không chỉ nhắm đến con vật mà còn nhắm tới con người nữa. Chết rồi, mình phải báo tin lại cho anh em. Bởi vì có lẽ chính mọi người cũng đang gặp nguy hiểm thì sao. Chết rồi. Ui, trời ơi, Mui ơi, biết làm thế nào bây giờ, đứng đây một khúc luôn rồi. À, hình như là biến thành đá cao được mấy phần hay sao? À, thôi, chạy đi, đi báo tin cho mọi người đã, Mui ơi. Ở đây nhân vật sẽ tìm cách cứu Mui. Anh em ơi, Mui biến thành cục đá rồi, còn cao lên nữa chứ. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Sammy của em bị biến thành cục đá rồi, mọi người ơi. Chết rồi, giờ làm sao đây mọi người ơi. Sammy bị biến thành cục đá luôn rồi hả? Đúng rồi, Sammy biến thành cục đá, mất tiêu anh Dịch ơi, Canon ơi. Giờ phải làm sao đây, trời ơi, tôi không muốn đâu. Em biết đâu, anh vừa qua nhà Camui, Camui cũng bị biến thành cục đá luôn rồi. Hả, Camui cũng bị luôn hả? Đúng em vậy. Trời ơi, Simi cũng biến thành cục đá luôn. Trời ơi, anh
Cái gì kỳ vậy? Tự nhiên trong làng mình ai cũng bị biến thành cục đá hết vậy? Ủa, vậy là mấy bạn nữ bị biến thành mấy cục đá hết rồi hả? Vậy là mấy bạn nam sẽ không sao. Đúng rồi, nhà ông Siro, qua bên nhà ông Rô kêu ông Rô qua được. Qua kiếm Rô, qua kiếm Rô, qua kiếm Rô. Chết rồi, mấy bạn nữ bị biến thành đá mất tiêu rồi. Rô ơi, Rô, Rô đâu rồi? Rô đâu rồi? Rô. À, trời. Gì đây vậy? Anh em ơi, Siro cũng bị biến thành cục đá luôn rồi anh em ơi. Trời ơi trời. Trời ơi. Vậy là hội anh em từ nay chỉ còn 3 người. Trời ơi, Rô ơi là Rô ơi, xin vĩnh biệt cô. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tàu đâu? Rô ơi, em nói anh nghe nè. Lúc trước ở trong làng anh rất là hay ăn hiếp em. Bây giờ anh biến thành cục đá rồi, đem ký đầu anh nè. Này, Siro. Siro. Thì tìm cách cứu người ta đi, ký đầu người ta nữa trời. Ôi, anh không biết đâu. Mà Phong nghĩ sao Phong ký đầu vậy Phong? Bình thường, em... Kìa. Cây cho mình cây kiếm luôn hả cây? Hả? Hợp lý á! Này, Siro nè, trời ơi. Nè, kìa em nói anh... cứu vừa đi, đứa tào lao gì vậy? Em nói anh dịch nghe nè, bình thường á, ở trong làng á, ông Rô, ông rất là hay bắt nạt em. Rồi ông chơi solo bắt cua chung với em hay là chơi game, bất cứ game gì, ông cũng thắng em hết. Em bực á, cho nên là em hôm nay, ông biết hình cục đá rồi, em cho ông biết hình cục đá luôn. What? Rồi sau mai mốt anh em mình ra ra MV mới rồi, ai rap cho anh em mình nghe? Thôi anh em mình bạn. Ra bài anh em tốt chỉ có 3 người thôi. Tào lao. Bây giờ là mình phải cùng nhau hợp sức đi tìm cách nghĩ cách để giải cứu mọi người đi. Chứ không á, là từ nay Hero Team chỉ còn 3 người thôi trời. Chết rồi. Đúng bây rồi. Giờ làm sao ơi. Trời ơi, em có cách tại dịch ơi. Chúng ta sẽ tuyển thành viên mới. Nani? Đúng rồi, cái gì vậy? Chứ sao? Ủa thì anh em mình đi tuyển 5 thành viên mới luôn. Ừ bây giờ mình tuyển thêm đầu quá. Bây giờ em nói dịch nghe nè, giờ mình tuyển thêm 5 bạn nữ đi dịch đó. 3 bọn mình là nam thôi, tuyển thêm 5 bạn nữ. Được không? Em cũng nghĩ vậy á dịch. Nghe cũng vẻ hợp lý đó. Nhưng mà không được. Bây giờ kể cả mình tuyển thêm 5 người mới vô ra thì các bạn fan sẽ ngồi hỏi là: anh ơi, chị Simmy đâu? Anh Phong đã không còn thương chị Sammy như ngày xưa nữa. Rồi người ta, các bạn ấy nói em là đồ lừa đảo, đồ lươn lẹo. Rồi xong rồi các bạn ấy suốt ngày các bạn ấy spam lên Facebook em cái gì? Anh hứa là yêu em suốt đời. Thôi thôi, mệt quá, mệt ông quá, ông xàm quá. Em đùa thôi chứ bọn mình phải tìm cách để cứu mọi người chứ sao giờ. Bây giờ em nói anh nghe nè. Theo những gì từ nãy giờ em quan sát á, thì mọi người trong làng của chúng ta đều đã bị biến thành đá hết rồi. Mà ngày xưa em có coi một cái câu chuyện cổ tích thời cổ đại, thời cổ xưa, cổ ơi là cổ luôn, ở bên Ai Cập hay là ở bên đâu á. Cổ lắm rồi, kể đi, cổ lắm rồi á. À rồi, ok, cổ, nói chung là rất là cổ luôn. Thì cái câu chuyện đó kể về một con gọi là yêu quái, một con ma nữ. Thì con ma nữ này á, là nó có một cái đầu ở trên đầu của nó rất là nhiều rắn luôn. Nói chung á, là con người chúng ta, hiểu không? Con người chúng ta là có tóc, chẳng hạn như Kaidon này đó, có tóc này, hiểu không? Thì cái con ma nữ này là tóc của nó không phải là tóc như là con người bình thường, mà là rắn. Hả? Và bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt của mụ ta thì đều sẽ bị biến thành đá hết. Em nghĩ rằng là mụ ta đã vào trong Minecraft rồi vậy ơi. Ồ gì ghê quá vậy. Vậy chứng tỏ là con ma có cái quỷ mà đầu đầy rắn này nó chắc chắn sẽ không bao giờ cột tóc được. Nani? Ông nội, nó tưởng ông suy luận cái gì hay lắm ai vậy đâu. Thì tất nhiên sao nó cột tóc được, đầu nó là rắn sao cột tóc được. Tào lao. Phải suy luận làm sao cho đàng hoàng xíu chứ. Bây giờ đây em bây giờ mình coi. Đâu biết cái chìm nó ở đâu đâu trời. Em chắc chắn rồi, chỉ có thể là nó đang ở trong gọi là mấy cái trại bán rắn thôi, tại vì đầu nó đầy rắn. Em lát cái gì? Sao em thẳng cái gì bây giờ? Bây giờ cay thì nói em có cách nào hay không? Ừ chứ bây giờ em cay có một cách hay lắm nè. Sao sao không biết hả? Bây giờ có cách nào? Bây giờ nè anh, em nói anh nghe rồi, giờ bọn mình không biến cay thành xi măng được, mình giờ mình đem cay mình chọi vô xi măng đi, mình chôn mỏng bằng xi măng đi, ổng xàm quá. Vậy chứ giờ sao giờ ta? Mọi người ơi, có cách nào để anh cứu có không? Một cách. Cách gì con anh? Con này nhá, tất nhiên là không bao giờ nó tấn công lại những cái bức tượng đá mà nó đã biến thành đá rồi. À. Mà mục tiêu của nó chỉ nhắm vào những vật còn sống. À. Bây giờ tại sao anh em mình không cùng nhau nghĩ cách xây lên một cái bẫy và chúng ta sẽ bỏ vào đó cái đòn. À hợp lý. Ừ đúng rồi ha, con này là ma nữ mà, thì tất nhiên là nó sẽ rất là mê con trai luôn. Mà trong tim mình Kairon là đẹp trai nhất rồi đúng không? Anh hợp lý hơn á, anh đẹp trai hơn á. Thôi anh không biết gì hết trơn, em nói anh nghe nè dịch ơi. Em kêu Kairon đẹp trai nhất là bởi vì em muốn nịnh Kai, hiểu không? Em nịnh Kai để cho Kai gọi là chịu cho mình làm cái bẫy bắt con rắn. Chứ giờ mình không nịnh rồi Kai đâu chịu đâu. Giờ anh muốn bị biến thành đá không?
Ờ tất nhiên là không rồi. Tất nhiên là không thì thôi giờ mình giả bộ mình nịnh cai đi xong mình cho cai với anh đá. Thôi ok đi. Ờ, đúng rồi. Cai 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 đẹp trai lắm luôn á. Bây giờ cai đi theo anh ơi, cai đẹp trai lắm bây giờ nè. Đó. Cai đó nè. Trời. Cai đó đi theo em tôi. Đi quyến rũ ma nữ hả? Được. Đúng rồi. Rồi okay. Trời ơi, đúng là cai đon đẹp trai nổi mà chỉ có ma nó mới mời thôi các bạn ơi. Thiệt ghê thiệt. Ok. Ây da. Đúng rồi chứ còn gì nữa. Ok các bạn ơi, chúng ta cùng nhau đi kiếm con ma nữ đó để bắt nó nào các bạn. Let's go, giải cứu mọi người nào. Hey, anh em ơi, tôi cá chắc với mọi người luôn, chắc chắn cái này là hang rắn rồi, không thể nào lầm đâu, đi đâu được hết. Bởi vì thường thường mấy con rắn á thì nó thường hay sống ở bên dưới mấy cái hang mà sâu ấy là sâu như thế này nè. Mà cái hang này to quá vậy ơi, có khi nào con rắn ấy là con rắn khổng lồ không anh? Trời ơi, từ 7 đến giờ anh chưa thấy cái hang nào bự này luôn á, nhiều có lộn không vậy? Con rắn nó bé tí à chứ đâu bự như này được. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Rắn này là rắn yêu quái mà thì nó phải to như vậy chứ, chứ còn gì nữa. Ủa mà khoan, hôm nay mọi người mặc giáp gì kỳ vậy? Cái đó mặc đồ y như hoàng tử vậy cây. Trời ơi, bộ đồ này là mình mặc hơi bị đẹp nha bạn. Bạn biết sao mình đổi cái chương miệng đi không? Bởi vì là mình sẽ vô đây, mình cứu Simmy xong rồi đúng không? Mình sẽ quỳ xuống. Cài đã tới rồi đây. Trời ơi, đọc chuyện cổ tích cho nhiều vô xong rồi bị nhiễm công chúa hoàng tử gì tào lao còn dịnh mặt cho anh dịnh mặt đồ gì dịnh sao anh có lấy được con không vậy? Tìm được đồ thế là đi vội quá đâu kiếm đồ đâu, anh lấy cái mền anh cắt ra anh cuốn tạm vô người vậy. Trời ơi, anh lấy cái mền, ủa mà mền anh làm bằng da hổ luôn hả? Sao người anh nhìn giống con hổ vậy, tào lao à. Còn em nè, anh thấy à, mọi người thấy bộ đồ của tôi chưa? Hôm nay tôi cosplay thành con cá. Ở đây con cá hả? Ở đây con cá chứ còn gì nữa, nó có hai cái vây nè, thấy không? Đó, trên đầu nè, hả? Nhìn, nhưng mà bộ giáp của tôi là ngầu nhất. Đó, anh em ơi, anh em nhìn coi. Ba bộ giáp của ba anh em tốt bằng mình, anh em thấy bộ giáp nào ngầu hơn, các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, rồi mọi người chuẩn bị vũ khí gì đây? Dịch gì mà dịch đi giết có con rắn mà dịch cầm cái búa bự với dịch. Giới thiệu với em, đây là cái búa gia truyền của nhà Mr. Dịch. Cái búa này được truyền từ đời ông cố nội, chuyển cho ông cố ngoại, chuyển cho công hoàng xóm qua bên tận Pháp, Mỹ, Ý, Italia, xong chuyển về Dubai, giờ chuyển về Việt Nam cho anh thầy. Trời ơi, cái gì mà ghê quý vị, nhìn cái này giống như mấy cái búa mà em mua ngoài chợ 15.000 cây anh, của mấy đứa con nhỏ nít tào chơi á. Tào lao búa cho truyền của người ta đấy trời. Ok, tào lao gì. Ủa, còn cây đó tự nhiên đi giết quái vật cầm theo cây dù như vậy. What? Cây này mình nhặt ở ngoài bãi dây chai các bạn. Trời ơi, trời, ủa cái này đâu phải cái cây dù đâu, cái này là cây giống cái cây mà để người ta gọi là đi người ta móc dây chai á. Cái cây người ta đi móc dây chai á. Trời ơi trời. Mình lấm mấy dây chai thiệt ba, mình lấm mấy dây chai thiệt ba. Mấy người thật đúng là tầm thường. Mang theo vũ khí kể cả áo giáp của mấy người cũng rất tầm thường, làm sao bằng tôi? Tôi là tôi mang nguyên cây súng luôn này thấy không? Đó. Nè, nạp đạn nè cho mấy người coi nè. Ấy ghê chưa? Lên rồi. Bắn mà mang súng mà chơi bắn hay dữ vậy bạn. Bắn nè. Bằng. Ồ. Oh, ghê không? Ok. Rồi các bạn ơi, bây giờ anh em chúng ta đã chuẩn bị được hết tất cả vũ khí nè. Mình nghĩ là bây giờ đã đến lúc mình phải xuống dưới để giải cứu mọi người thôi. À không, có phải giải cứu đâu. Tiêu diệt con quái vật này để giải cứu mọi người nha anh em nha. Hả? À, chứ giờ mọi người đang ở nhà biến thành đá hết trơn rồi. Rồi anh em chúng ta cùng nhau đi xuống nào. Let's go. Ok. Xuống đi thôi. Xuống dưới. Đây. Ôi cái hang này nó sâu ghê luôn anh em, cái gì mà hang sâu dưới vậy trời. Ồ, trời ơi. Trời ơi, có cái đèn pin đâu, tối quá anh sợ quá mà ơi. Ở trên kia có con skeleton. Né mọi người né ra để tôi. À, mày hả mày? Chết tụi con. Ủa nó rơi cái tờ giấy gì nè cay. Ủa, nó rơi cái tờ giấy gì nè mọi người. Wow, cái tờ giấy gì nè, thôi cho mọi người á. Ok. Lên trên tiếp. Cho dịch về mấy dây. Creeper. Mày hả mày? Creeper mày. Rồi tôi giết rồi. Ôi này. Ôi trời. Ôi. Ủa, có mấy con skeleton nó bị biến thành mấy cục đá nè mọi người ơi. Cái gì mà ghê vậy? Ông ơi. Cái gì vậy? Ui gì vậy? Em thấy được con quái vật bên kia kìa vậy ơi. Bên kia chắc chắn là con quái vật. Trời ơi chết rồi. Bây giờ bọn mình phải làm sao đây? Bây giờ bọn mình phải làm gì với con quái vật đây nè mọi người? Làm cách nào đây? Yên tâm. Mình ở đây không? Mình đẹp trai như Sơn Tùng em TP để mình lên mình quyến rũ nó ra nè. Nhìn nè, 3 2 1. Chào chị ma nữ. Ai da. Rồi xong. Cái đó biến thành cục đá luôn rồi. Trời, con ma nữ này ghê quá. Dịch ơi, anh lên trước đi, em nhường anh á. Đau buồn quá, không. Ôi gì kỳ vậy? Dịch, tại sao anh lại nhát gan vậy hả? Anh thấy đứa em của anh là Kairon bị biến thành đá không? Tại sao anh lại không nhào lên? Anh đúng là đồ nhát gan. Thôi được rồi, anh ở đây đi, em về.
tao biết anh. Sao vậy? Như này ơi, chờ anh ơi. Về anh đây, nguy hiểm quá anh ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, không được, con rắn này nó nguy hiểm quá, không lại gần nó được các bạn ơi. Chỉ cần lại gần nó thôi là bị biết hành đá, cây rong thì biết hành đá luôn rồi. Tự nhiên không đang còn 3 người, giờ còn có 2 người thôi. Trời ơi, không được rồi. Nếu như bây giờ mà mình và dịch mà còn bị biết hành đá nữa thì coi như Hero Team sẽ bị tuyệt chủng. Trời ơi, biến mất hết. Thôi, đi về. Đi về đặt lên group tuyển thành viên mới, không đi đâu. Thôi, đúng rồi. Ê, trời ơi là trời, ủa mà sao nghe cái gì Hero Team bị tuyệt chủng, nghe nó ghê. Ok bạn ơi, thôi về đây, về tuyển thành viên mới anh ơi, không cứu được đâu, về đi. Thôi lên đăng bài tuyển thành viên mới đây, sao nhà phong nhé anh về. Trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ làm cách nào để giải cứu được mọi người và tiêu diệt được con quái vật tại đây? Mấy bạn hãy bình luận cho Phong biết cách nào để tiêu diệt được nó nha, chứ Phong là Phong bó tay rồi đó. Trời ơi, sao ơi, tôi phải làm sao đây?